Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay là một ngày tươi sáng sau những cơn mưa rất là đậm trời của Hải Phòng. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một cái bài hát quyền năng lớn thay, bài hát do Công Tiếng sáng tác được nhóm nhạc Nisi thể hiện Worship. Thì chúng ta sẽ cùng nhau học cách chơi bài này cho cây guitar. Ở đây thì Lộc sẽ giới thiệu với các bạn cách chơi dễ nhất cho cái bài hát này để có thể chơi trên guitar. Và phần cuối thì mình sẽ nâng cao lên một chút để cho bạn nào biết về nhạc lý và biết về hợp âm rồi thì các bạn có thể nâng cao cho chính mình được. Thì trong cái bài hát này thì nó là bài hát khá là dễ hát, cũng là bài này nó lại cũng ngắn gọn, và bên cạnh đó thì hợp âm của nó là chơi theo hợp âm vòng, cho nên là bài hát này gần như là khá là đơn giản. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn để ước mong là các bạn có thể chơi được bài hát này. Nhưng mà đánh trên guitar đấy thì soạn của tác giả thì bài này là soạn trên các âm sút và âm bảy, thì thực ra thì nó cũng không có gì quá khó so với guitar. Thì ở đây bài này mình sẽ chơi hợp âm sút hợp bảy, ở đây thì nó gọi là hợp âm mở luôn. Thực ra thì chúng ta sẽ chơi là hợp âm mở. Hợp bạn có thể một số bạn sẽ cảm thấy khó hiểu với hợp âm mở, nhưng hợp âm mở thực chất là hợp âm mà hai cái dây này là không bao giờ được bấm vào. Các bạn nhớ cho mình là hợp âm của cái bài là chơi cho bài này là hợp âm mở là quyền năng lớn thay, hai cái dây này là không bao giờ đánh vào, là hợp âm mở các bạn ạ. Có thể các bạn đã biết về hợp âm mở rồi thì các bạn chỉ cần lấy vòng hợp âm của mình là các bạn có thể chơi được ngay. Nếu như bạn nào ngày xưa đã tập bài ba kể con nghe của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong thì các bạn đã biết chơi được cái hợp âm mở này rồi, chơi cho bài ba kể con nghe chơi hợp âm mở. Thì thật ra là có rất nhiều các bài hát khác chơi hợp âm mở, và cái hợp âm mở này làm hợp âm nghe nó rất là ngang tai mà nghe hay, nó dịu dịu, cho nên là cái tiết tấu của bài này đánh trên guitar đấy thì đánh cái điệu ballad, nhưng mà ballad của nó là ballad nó là 7 dây này, cái điệu nó như thế này đấy, nó mần mần dây các bạn, nó nhẹ nhàng, nó đong đưa để nó có được hai cái tiếng si mi này, nó lúc nào nó cũng vang lên, nghe nó êm ái vậy. Cái bài này đấy thì hợp âm của nó thì chỉ gồm bốn hợp âm chủ đạo, bốn hợp âm chính của cái vòng mở này, bốn hợp âm chính chủ đạo của vòng mở này là la trưởng. Thì các bạn nhớ là la trưởng nó sẽ đánh buông hai dây này, thì các bạn nhớ là la trưởng là đánh ngăn thứ hai của ba dây 2 3 4 là ngăn dây thứ hai, nhưng mà vì dây số 1 và dây số 2 không bao giờ bấm vào, cho nên là ta chỉ đánh dây 3 và dây 4 thôi, thì ta chỉ bấm hai dây này thôi, giống như là mi thứ thì chúng ta bấm hai nốt, nhưng mà đây ta đảo xuống bên dưới một tí, rất là dễ la trưởng, rất là dễ cái thế tay này, rất là dễ. Đây là la trưởng. Thế tay thứ hai là thế tay của mi trưởng, các bạn bấm như bình thường, vì mi trưởng vốn dĩ là si mi đã không bấm rồi đấy, là mi trưởng. Thế tay thứ ba là thế tay của si thứ. Tiếp bạn thì các bạn cứ bấm si thứ chuẩn như mình, thì sau đó các bạn phải bỏ ngón này ra để cái dây si này không được bấm. Thì các bạn bỏ ngón ra bạn thấy là dây, bạn sẽ thấy là cái dây si dây mi sẽ được bấm bởi ngón trỏ, thấy bởi bấm ngón trỏ này, cho nên là mình sẽ không bấm ngón trỏ này hết cả cái cần đàn như này, mà mình chỉ bấm một nốt si thôi, một nốt si của dây là, tức là dây số 5 đấy, một nốt si ở đây, và mình cái hai ngón này mình vẫn giữ nguyên ở đây, thì cái hai cái này mình sẽ buông si mi là buông, thì mình sẽ có si. Và đây là si thứ, và đây là không biết là si thứ sút mấy, nhưng mà đây là si thứ cho hợp âm mở, các bạn cứ nhớ thấy rất đơn giản, si thứ đây. Và các bạn nhớ là la trưởng này, la đúng không đấy, la thì la si là lên một tông đúng không đấy, la này các bạn đẩy lên hai này, nó lên một tông này là si này, các bạn bấm vào nốt si ở đây lấy bát si là ra hợp âm si, rất là dễ đúng không, các bạn có như vậy thì các bạn sẽ có được si lên đô thăng thứ lại lên một tông, đô thăng thứ lên một tông, các bạn giữ nguyên hai nốt này lên một tông, và cái nốt này bạn lại lên nốt đô thăng đấy, thì giống như là si đẩy lên thôi đấy. Các bạn đánh na này, la là thế tay na này, thế tay na là hai cái nốt này, là hai ngón này lộc lấy hai ngón này nhé, hai ngón này áp út và út này, lộc bấm vào dây số 3 và dây số 4 này, các bạn nhìn dây số 3 dây 4 chưa, nó sẽ là bát la này, và hai nốt này được bấm này, si mi buông này đấy là la trưởng này, các bạn đẩy lên này một tông này là hai ngăn này là có si thứ này, đẩy tiếp lên một tông nữa là đô thăng thứ này, và về mi trưởng này đúng không, mi trưởng là bấm như này, các bạn biết chắc chắn là mi trưởng là mi thứ thì hai nốt thôi, buông ngón trỏ ra, nhưng mi trưởng ta bấm thêm ngón trỏ vào nốt son thăng đúng không,
son thăng của dây son, bấm lên một đốt là son thăng, và ngăn số 1 là son thăng, đúng không? Đấy thì các bạn có thể làm được ngay. À, các bạn này đánh rất là dễ, trên cái vòng này rất là dễ là la này, hai ngón này, thì mình đánh vào hai ngón này cho dễ di chuyển cam này, được chưa? Đấy là C này, đấy một tông C này, lên một tông nữa này, đô thăng này, đấy và về mi trường này. Đấy nhá, đấy là một cái bài này, vòng hợp âm của nó là vòng hợp âm chủ đạo là bốn hợp âm này là la si đô mi la. Đấy, đấy thì bây giờ mình sẽ mẫu cho các bạn cái tiết tấu và cái điệu của bài này thì các bạn có thể hình dung ra được nó sẽ ra cái âm nhạc như thế nào. Jehovah quyền năng lớn thay, làm ai vinh quang giống như Ngài, là khiến che thân cho những ai cây trống dựa lương nơi Chúa. Ngài nhớ giao ước đến muôn đời, nghìn năm không quên lời phán hứa, lòng khoan nhân Chúa lớn vô cùng, đức thành tín Ngài cao lớn tay. Nhưng mà đấy là cái toàn bộ cái bài hát này nó rất, thật sự nó rất là dễ chơi các bạn ạ, rất là dễ chơi, thì mình ước mong là mình sẽ hướng dẫn được các bạn sẽ chơi được thành thục cái bài này, nó rất là dễ và quá là đơn giản luôn. Thì cái câu đầu tiên các bạn ạ, các bạn hãy học cùng mình nhá, là Jehovah quyền năng lớn thay, thì các bạn anh này Jehovah, các bạn vào là này Jehovah quyền năng lớn thay, các bạn vào C này Jehovah quyền năng lớn thay, vào đô quang giống thế là các bạn nhớ là vòng hợp âm của cái khúc này nó rất là đơn giản. Hai câu đầu tiên là Jehovah quyền năng lớn thay, nào ai vinh quang giống như Ngài. Câu thứ hai là khiến che thân cho những ai cậy trông dựa hương nơi Chúa. Hai câu này đánh hợp âm giống hệt nhau. Hợp âm của nó là đi từ la về si, về đô thăng và về la, về si, về đô thăng và về la. Rất là đơn giản các bạn ạ. Là về la, về si, về đô thăng, về la. Đây là hai câu đầu tiên. Hai câu đầu tiên các bạn đánh cho mình là la, về si, về đô thăng, về đô thăng, và các bạn lại về la nhá. Jehovah quyền năng lớn thay, nào ai vinh quang giống như Ngài nhá. Jehovah, Jehovah là vào la, ta đến si, đô thăng ta đến la, quay về. Các bạn hiểu chưa? Là quay về là về na, đúng chưa? Xong rồi là về na này, là khiến là na vẫn na đến si, cho đô 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 đến na. Đúng rồi, dễ chưa? Rất là dễ nha, mình làm lại một lần nữa cho các bạn hiểu nha. Jehovah là vào la nha. Đầu tiên vào la ta đến si, từ si sang đô đại về na, về na về na đến si, si đô đô đô. Đấy là cái câu đầu tiên, đúng không? Hai câu đầu tiên nhá, hai câu đầu tiên nhá. Bây giờ mình sẽ hát lời thật nhá để cho các bạn có thể hình dung ra được. Jehovah quyền năng lớn thay, nào ai vinh quang giống như Ngài, là khiến che thân cho những ai dựa lương cậy trong lời Chúa. Đấy, các bạn rất là dễ, các bạn hiểu chưa? Đấy, các bạn tua lại video để các bạn đón được hợp âm của mình, và các bạn không biết thì các bạn nên chép lời bài hát ra giấy và đặt hợp âm trên giấy nha, thì nó rất là dễ. Chỉ có la, si và đô trong hai câu đầu tiên thôi. Bây giờ vào phần điệp khúc này. Phần điệp khúc này thì các bạn sẽ đánh là la, mi trưởng trước, la này, vào mi trưởng, sau đó mới vào si và đô rồi lại về la. Tức là giống hệt như khúc 1, giống hệt như đoạn 1, nhưng mà trước khi vào si ta vào mi trước. Đấy, la ta vào mi trưởng, xong mới vào si rồi ta lại về đô nhá. Thì mình xem nào. Ai nhớ giao ước đến muôn đời, nghìn năm không quên lời phán hứa. Dễ không, các bạn thấy dễ không? Nào vào nào, đầu tiên này ngay nhớ là vào la nhá, vào la đến mi trưởng rồi si về đô, nhớ chưa? Ngài nhớ giao ước đến muôn đời, nghìn năm không quên lời phán hứa, được chưa? Làm lại nha. Vào lá ta đánh mi trường anh, sau
song vào si rồi đô về na 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 mi 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 si vào đô đô về na đó. Cái câu hallelujah, hallelujah cho đến câu amen thì các bạn vẫn đánh là la mi si do na, nó chỉ như vậy thôi. Hallelujah, yeah. La la mi trường si si do la la mi trường amen vào si amen vào đô và la trường. Thế nên rất là dễ, chung quy là cái bài này nó quá là dễ luôn. Các bạn tập theo mình các bạn sẽ đánh được hoàn toàn cái bài này, đánh trên cái vòng của nó. Đầu tiên là mình sẽ làm lại, nhắc lại một lần nữa cho các bạn nghe là Jehovah vào là đến si sang đô ta quay về là trường, từ là trường ta lại đánh si vào đô rồi ta về là trường, là trường bên mi ta đánh vào đô ta quay về nhà trường, vào mi ta đánh giang si rồi vào đô về nhà trường, ha đánh mi si đánh đô nữa na na si đi amen si amen đô nào na đánh nào lại từ đầu đúng không, rất là dễ. Chung quy là cái bài này nó dễ như vậy đấy. Mình hát nhiều quá thì nó sẽ lệch tông, mình hát nó không được chuẩn lắm, cho nên các bạn cố gắng tập theo nhá. Bây giờ mình sẽ làm lại một lần cuối cùng và sau đó mình sẽ chỉ các bạn một số cái chiêu nâng cao để có thể dằn, để có thể báo được các bạn này, nó sẽ hay, nó sẽ ngắt nghỉ, nó rất phách được ra cái màu đó. Jehovah quyền năng lớn thay, nào ai vinh quang giống như Ngài, là khiến che tân cho những ai dựa hương cậy trong lời Chúa. Ngài nhớ giao ước đến muôn đời, nghìn năm không quên lời phán hứa. Na 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 mi trường đánh si và đến đô. Hallelujah, 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 mình hát thì nó hay bị sai và cái cổ họng mình nó hay bị bắt chập tông. Các bạn thông cảm nhá. Thì bây giờ ấy cái cơ bản của nó như vậy là xong rồi. Thì bây giờ mình muốn hướng dẫn các bạn ấy, để chơi cái bài này guitar đi, nó sẽ hay nhất cho cái màu này, hay nhất cho cái màu này, và để dần giữ được và thêm những cái hợp âm đủ của cái bài này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chú ý tập trung cái phần này nâng cao. Nếu bạn đã biết chơi guitar rồi thì hãy cố gắng quan sát kỹ một tí. Thì đầu tiên ấy, cái điệu này nó phải chơi với một cái tiết tấu nó mềm mại nhẹ nhàng, một cái làn điệu nó phải nhẹ nhàng để nó bắt cái nốt si mi này. Các bạn nhớ là cái bắt nốt si này nó phải rất là êm, tiếng này nó rất là đẹp, cái tiếng này nó rất là dịu dàng. Các bạn nhớ là Jehovah quyền năng lớn, nào ai vinh quang giống như Ngài, là khiến che thân cho những dựa lương cậy trong lời Chúa. Ngài nhớ bao ước bên muôn đời, nghìn năm không quên lời phán hứa. Đấy, các bạn có thể nghe và các bạn làm nàng theo mình thì nó rất là dễ. Nó chỉ là tức là bạn cảm giác như có cái gì đó nó cứ day day ở ba cái dây dưới này các bạn, để nó lấy được hai cái tiếng này mà day day đi. Để hô và quyền năng lớn thay, nào ai quang giống như Ngài. Đấy, các bạn là chung quy là các bạn day day như vậy, day bay như vậy. Thì là cách chơi thứ nhất. Cách chơi thứ hai của cái làn điệu này đấy, thì các bạn có thể đánh là Jehovah quyền năng lớn thay. Đấy các bạn nhỉ, tức là các bạn chỉ có đánh xuống thôi, chỉ có đánh xuống 5 giây thôi, hoặc là 4 giây dưới, hoặc là 3 giây dưới, đánh đi đánh lại. Jehovah quyền năng lớn thay, nào ai vinh quang giống như Ngài, là khiến che thân cho những ai dựa lương cậy trong lời Chúa.
là các bạn đánh làm sao để nó cứ mân mê nó dằn vào 4 cái dây dưới, 3 dây dưới này, và nó cứ đều đều nhẹ nhàng nó như vậy. Không biết là các bạn phải tạo ra được cái âm sắc của nó cứ đều đều nhẹ nhàng, đúng không? Nhiều bây giờ mình sẽ đánh mẫu cái bản này này, mình không hát, mình chỉ ngân nga ý a thôi để cho các bạn có thể hình dung được cái tiết điệu này, và các bạn bắt theo tay của mình nhé. Nó rất là dễ, nếu bạn cảm thấy khó quá bạn chỉ đánh xuống này thì chứ quý đấy, nó là như thế, thì các bạn cố gắng học theo dây vào đây. Mình tin rằng đấy, nếu bạn nào chăm chỉ đấy thì tập khoảng 1 tiếng là sẽ ra được cái điệu này, rất là dễ chơi. Còn các bạn đánh ba lát thì nó cũng ra thôi, nó cũng ra cái bài này, vì bài này nằm trên cái ba lát. Dì hô và quyền năng lớn thay nào ai vinh quang giống như ngài cho những dựa lương cậy trong nơi Chúa, ngài nhớ giao ước đến muôn đời, nghìn năm không quên lời phán ước. Ba lát đấy, nhưng mà mình vẫn cố tình đánh vào 3 dây dưới hơn nha. Mình làm lại cho các bạn để các bạn xem được cái ba lát mình đánh nha. Đấy, chung quy là đấy, các bạn tua lại video để các bạn xem, không có cái video này sẽ dài quá. Mình đánh chủ yếu là đánh vào 4 cái dây này, bởi vì là đánh hợp âm mở mà, thì nhấn nó ra cho nó ra mở. Còn cái bát của nó, cái âm trầm của nó thì chủ yếu tập trung là để các bạn đánh làm sao nó gọi là có trầm thôi, có trầm gọi là tạo ra cân bằng cho cái âm chép đấy, để các bạn có thể hình dung được. Trước khi các bạn phải tư duy một chút, não các bạn phải hoạt động nhiều hơn một chút, và lắng tai phải lắng nghe nhiều hơn một chút, các bạn tua lại video này và tua lại các đoạn mà các bạn cần phải tập thì các bạn sẽ có thể làm được video này thôi. Thì trong cái phần nâng cao của gam thì cái bài này nó có một cái phần nâng cao nữa. Vì khi mà lên đô thăng, vào đô thăng thì các bạn sẽ khúc nhất, câu thứ nhất, cái câu đầu tiên của bài hát ấy, bạn sẽ vào, trước khi vào đô thăng các bạn vào cho mình pha trưởng. Pha trưởng các bạn bình thường các bạn đánh như thế này đúng không? Bây giờ các bạn chỉ cần nâng ngón trỏ lên và để cho 2 dây nó buông ra. Đấy, cái ngón này vẫn bấm vào đây, ngón trỏ này bấm vào pha thăng lên. Thì trước khi vào trước khi vào đô thăng, các bạn vào cho mình pha thăng. Đấy. Và câu thứ hai các bạn trước khi vào đô thăng, các bạn vào cho mình son thăng. Son thăng thứ, các bạn đánh son thăng thứ nhỉ? Son thăng thứ thì ngón này không bấm, son trưởng thì bấm ở đây đúng không? Son trưởng thì các bạn bấm như thế này đúng không? Thì các bạn phải nhấc lên ngón này. Và son thứ thì các bạn không bấm ngón này nữa thì nó sẽ ra con thứ. Đấy, thì cái câu này Jehovah quyền năng lớn thay nào ai vinh quang giống như ngài. Thì cái câu này đấy, thì cái câu đầu tiên này đấy, trước khi bạn vào đô thăng của cái câu này thì các bạn vào cho mình pha. Nhớ câu đầu tiên là vào pha. Nhưng câu thứ hai, trước khi bạn vào đô trưởng, câu thứ hai là khiến che dân cho những ai cậy trông dựa lương lơi Chúa nhé, thì trước khi vào cái đô thăng của câu thứ hai thì các bạn vào cho mình son này. Bây giờ mình sẽ mô phỏng cho bạn hiểu. Từ la 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 ta đánh si vào phá thăng mới đánh đô nào, vào na đi ta đánh si vào son thứ rồi mới đánh đô, nhớ chưa? Rất là dễ. Các bạn làm lại cho mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm vào lời bài hát chính luôn. Jehovah quyền năng lớn thay nào ai vinh quang giống như ngài, là khiến che thân cho những ai cậy trông dựa lương ơi Chúa, ai nhớ giao ước. Câu cuối cùng, cái đoạn cuối cùng thì các bạn đánh y hệt như vậy. Đánh y hệt là cái vòng hợp âm là La Mi Si Do. Nam Isido, thế thôi. Cái cơ đoạn cuối cùng nó không có nâng cao ở đây. Còn nếu như các bạn là muốn đánh hay, các bạn có thể nghĩ được ra thêm các âm khác, nghĩ ra thêm để chèn vào, thì đó là toàn bộ những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì
Mình ước mong rằng các bạn có thể bắt nhịp được cái bài hát này, có thể lắng nghe được cái bài hát này và có thể học thuộc được nó trên cái hợp âm và đánh vào guitar. Các bạn có thể chơi được Thập Phụng Chúa ở nhà một mình với cái tiết tấu và làn điệu hay nhất. Và lời cuối cùng là mình xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn sẽ thờ phụng Chúa thật tốt và sẽ học được chơi cây đàn guitar này một cách hiệu quả nhất vào trong cái bài hát của mình.